Hello các bạn, chào mừng các bạn đến với video tiếp theo của mình. Ở hiện tại mình đang ở tiệm heo quay của chị Mai các bạn. Địa chỉ là 189 Phạm Phú Thứ, phường 6, phường 4, quận 6 các bạn. Trước mặt các bạn đây là bé Lily, cao thủ chặt heo nha các bạn. Đây nè. Đây là ba gọi nè các bạn. Giá ba gọi là 320 một ký. Đùi xá xíu. Sườn là 300 các bạn. Chân là 150, còn móng là 120 nha các bạn. Da là 500k trên 1 kg, bánh mì là 15k một ổ. Các bạn ăn thêm, kêu thêm, tính tiền thêm. 100.000 nữa hả cô? 100.000 nữa đi rồi. Cái đường này nhỏ mà xe lớn chạy quá trời ha. Để thông ra đường đại lộ mà. À. Giá bên kia à, đây nè các bạn, đó là những tảng heo quay nè, đó đẹp chưa. Hai ổ bánh mì heo. Đó, các bạn nhìn trên là đó. Giấy trắng làm có ớt nè chị. Khách tới luôn. Rất là đẹp luôn nha các bạn.
rất là giòn các bạn. Nghe nghe mà khoái cái từ nó kêu bù 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 bù. Có nhiều cô chú thích xem chặt nha. Đúng rồi, nhiều người lắm. Cái giống người Việt Nam mình, có người nước ngoài cũng có, họ thích. Thích xem chặt heo quay. Mỗi người có một đam mê. Giống như anh đi quay sầu riêng cũng vậy đó, cũng đâu có gì đâu, cũng cầm cái giá sầu riêng lên khui, nhưng mà nhiều người thích xem. Đúng rồi, với cái cách khui á, cái cách khui của bên em rất là độc luôn. Cầm cái giá sầu riêng mà người ta không lên gì nè, khui giá sầu riêng trong vòng có mấy chục giây à, à không mang bao tay luôn nha, tay không cầm lên, rồi còn có con dao dao thái nhỏ chút xíu rồi bắt đầu khui, hay lắm. Quen, một ngày khui cả tấn mà. Người ta thì phải có cái bàn, người ta đỡ có thế, người ta phải sử dụng bao tay, còn này là tay không luôn. Ở đâu anh? Ở bên Trường Chinh nè. Làm cái gì quen đó? Hả? Ý đó là làm nghề nào quen đó. Đúng rồi, đúng rồi. Tâm hay không bằng tay quen. Đúng rồi. Mới đầu thì chưa quen nhưng từ từ họ quen. Quen tay. Có nhiều người thì thích thích xem chặt, có nhiều người thì thích nghe phái cái tiếng nghe bộp 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 á. Đó, nhân heo quay đó các bạn. Ủa lộn, nhân bánh mì các bạn. Ba gọi có nhà, sườn có, xá xíu có đầy đủ các bạn. Cái đó là đùi phải không em? Cắt tới một bánh mì luôn. Xa xíu nè các bạn. Xong, nghỉ dễ lao. Trời ơi, heo quay mới ra luôn nè các bạn. Nóng hổi vừa thổi vừa ăn luôn. Quá đẹp, nóng hổi luôn, giòn rụm. Xa xíu là 300.000 một ký nha các bạn. Rồi, khắp tới luôn. Em cũng không hiểu luôn. Vô sạp heo quay đi mua gạo. Dạ không cô.
tới luôn các bạn. Khó cắt lắm. Kho cắt chính xác lắm.